Thưa quý vị, tháng 7, tháng tri ân, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiên niên. Đây là khoảng thời gian mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của tổ quốc, của dân tộc. Máu của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở qua độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Thấm nhuận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm qua, tỉnh bạc liêu luôn quan tâm, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Với gần 8.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, mỗi năm bạc liêu chi thường xuyên trên 150 tỷ đồng. Những năm qua, địa phương còn huy động nhiều nguồn lực quan tâm hỗ trợ gần 10.000 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân. Trong đó, xây dựng mới trên 6.500 căn nhà. Riêng trong năm 2024 tỉnh hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà ở cho 2.883 đối tượng chính sách, trong đó có 1.419 hộ xây mới, 1.456 hộ cải tạo. Bên cạnh đó, tỉnh đã giải quyết cho trên 150 lượt người được hỗ trợ phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình, thực hiện chế độ ưu đãi cho 40 con đẻ người có công đang học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Hàng năm có trên 3.000 người hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình và có gần 1.000 người đi tham quan điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều dưỡng trong cả nước. 77 năm đã trôi qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ, thương binh trở thành một phong trào thường xuyên và sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Tháng 7, tháng của tri ân và tưởng niệm, tháng mà cả nước cùng hướng về ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, biết ơn những người đã ngã xuống cho nền độc lập tự do, hạnh phúc dân tộc với tình cảm trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc, đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm chăm lo đầy đủ về đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó góp phần tô thấm thêm truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn.